Xin chào tất cả các bạn nhé. Chúng mình cùng đưa các con vật đi chơi các bạn ơi. Hôm nay là chúng mình sẽ chơi với các con vật ngoài công viên. Đây cũng không phải công viên các bạn, nó là gần đường ấy, nhưng mà chúng mình sẽ chơi những nơi an toàn các bạn ơi. Chơi với bạn lợn này. Bạn bò sữa màu vàng. Bạn rùa nha. Bạn rùa này. Bạn rùa đẻ trứng rồi các bạn ơi. Quả trứng rơi. Bạn này để một quả trứng màu hồng. Trứng của bạn rùa này các bạn này, quả trứng màu hồng nha. Chúng mình sẽ chơi với bạn hộp nào. Bạn hộp đấy, bạn hộp trắng. Chúng mình cùng chơi với bạn cá heo. Bạn này bắn bóng các bạn nhé. Mình cùng chơi nè. Bạn này bắn được rất nhiều quả bóng này. Nhiều bóng quá các bạn ơi. Các bạn thì bắn ra ngoài sân hoặc là ngoài đường các bạn nhé. Thì là sẽ không bẩn nhà ấy, không bị bố mẹ la mắng ấy. Và chúng mình sẽ chơi với bạn trâu màu hồng. Béo quá nên là bạn di chuyển rất là khó khăn. Video của mình đến đây là hết rồi. Kênh của mình chuyên review các con vật đồ chơi ấy, các bạn ạ. Các bạn đăng ký kênh xem và chia sẻ với nhiều các bạn khác được xem các con vật đáng yêu của mình hơn. Mình xin cảm ơn và xin chào các bạn nhé.